Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm, trong đó ưu tiên sử dụng giống gà nội, gà đặc sản và con lai có chất lượng cao. Những giống gà đặc sản có giá trị kinh tế như gà mông, gà đông tảo, gà sao, gà lạc thủy, gà ai cập và một số loại gà lai như gà ly lai ta, gà mía lai, gà lai trọi hiện đang được nhiều xã phường thị trấn trong tỉnh chú trọng phát triển. Đây là những giống gà đang được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng thịt ngon và giá thành cũng tương đối ổn định, từ 100 đến 120.000 đồng một kg. Cùng với việc khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, một số địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng một số mô hình nuôi gà an toàn, chất lượng thông qua các chương trình như 30A, chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm giúp mang lại nguồn thu nhập khá cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ là hướng đi tất yếu để nâng cao chất lượng nông sản. Nhận thức được điều này, thời gian qua tỉnh Bắc Cạn đã khuyến khích người dân áp dụng quy trình này vào trồng trọt chăn nuôi, qua đó đã hình thành nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Đàm Hữu Quân ở thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc, huyện Trợ Đồn hiện đang tham gia dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ trẻ san tuyết do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng chủ trì thực hiện. Nếu như trước đây, Ông Quân chưa biết phương thức sản xuất để tạo ra sản phẩm sạch. Thì sau khi tham gia dự án, ông đã thực hiện đúng quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón hợp lý, từ đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, đạt chất lượng. Được công ty đầu tư khoa học kỹ thuật là một, cái thứ hai tức là có nhiều tức là cái tức là ví dụ như là tập huấn về thu hái bảo quản sản phẩm à, cũng đã đạt cái hiệu quả sản phẩm chúng tôi tức là cũng đã đạt chất lượng cao có những khách hàng cũng cũng đã để ý đến chăm sóc bảo quản cây trẻ thì có khá hơn. Hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang thực hiện nhiều mô hình trồng cam, quýt, trồng chè, trồng nghệ, trồng rau, trồng rẻ theo quy trình tiêu chuẩn hữu cơ. Đây là quy trình bảo đảm được các lợi ích, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, bảo vệ môi trường, giúp đưa ra thị trường những nông sản sạch, an toàn cho người sử dụng. Khi áp dụng mô hình, lợi nhuận của nông dân cũng được cải thiện vì tiết giảm được phân bón thuốc bảo vệ thực vật vật tư đầu vào. Tuy vậy theo đánh giá của cơ quan quản lý, hiện nay số lượng nông sản được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ của tỉnh còn thấp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì các hộ dân cơ bản là sản xuất không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà cũng chưa được theo cái chứng nhận hữu cơ. Trong tương lai thì sẽ các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao là người dân sẽ áp dụng cái hữu cơ vào sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh mới có hơn 14 hecta nông sản được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gồm sản phẩm chè của hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lạo, huyện Trợ Mới, và cây xả chanh của hợp tác xã Hương Ngàn, huyện Bạch Thông. Do vậy, cùng với việc tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, tỉnh Bắc Cạn sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ máy móc, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và bao tiêu sản phẩm để mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến này được nhân rộng trong toàn tỉnh. Những năm qua cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn thì vấn đề đảm bảo an toàn trong xây dựng cũng luôn được huyện ba bể chú trọng thực hiện, qua đó hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia thi công và tài sản của nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Người dân xã Phúc Lộc vừa được đầu tư công trình đường 30A với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Công trình này dài hơn 3 km do công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vấn chịu trách nhiệm thi công. Trong quá trình thi công, quản lý nhà thầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn nhằm hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Thứ nhất là cũng phải tuân thủ theo cái vệ sinh lao động của cái các hàng mục công trình theo cái tiêu chuẩn của À, đường giao thông phân cấp công trình mình đang thực hiện. Còn về cái tính chất tiến độ thì đấy cũng luôn là tập kết vật liệu rồi là phương tiện máy móc các thứ. Còn à, à, tiến độ thực hiện thì sẽ đảm bảo thực hiện theo đúng hợp đồng. Thời gian qua, huyện Ba Bể đã dành hàng trăm tỷ đồng để tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, học tập, sinh hoạt, khám chữa bệnh của nhân dân. Để các công trình phát huy hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch được huyện Ba Bể quan tâm thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thi công các công trình cũng được địa phương chú trọng như tăng cường tập huấn phổ biến các quy định về vệ sinh an toàn lao động, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị an toàn, đồng thời thường xuyên giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định về sản xuất an toàn trong xây dựng. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp này, trong vài năm trở lại đây, huyện Ba Bể không ghi nhận trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra trong lĩnh vực xây dựng cái công kỳ cầu ấy, nó cũng đảm bảo những cái tiêu chuẩn bảo hộ lao động như quần áo, giày găng tay và cả, các các thiết bị an toàn khác như là mũ, dây an toàn, dây an toàn để an toàn đảm bảo cho cái việc thi công cầu thì nó nó phức tạp, nó rất nhiều yếu tố cho nên là cái việc bảo hộ lao động này chúng tôi luôn luôn phải chú trọng. Với những nỗ lực trong đầu tư cơ sở à tầng nông thôn cùng với việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công công trình, đến nay 100% số xã tại huyện Ba Bể đã có đường ô tô đến trung tâm, 16 trên 16 xã thị trấn có điện lưới quốc gia, 95% số hộ dân được sử dụng điện, 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 80% phòng học được xây dựng kiên cố từ cấp 4 trở lên. Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản hàng năm đều đạt trên 90%. Hiện nay, tình trạng hệ thống lưới điện nông thôn, nhất là hệ thống lưới điện hạ áp ở một số vùng nông thôn trong tỉnh, đang trong tình trạng mất an toàn, tiềm ẩn, nhiều nguy cơ cháy nổ. Trong đó, điển hình là một số xã vùng cao của huyện Bạch Thông như Sĩ Bình, Vũ Muộn, Đột Phòng, xã Phúc Lộc, Quảng Khê, huyện Ba Bể, xã Trung Hòa, Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, xuất điện nhiều cột điện đang trong tình trạng mất an toàn. Nhiều đường dây điện nằm sát bụi cây ven đường, gần tuyến đường giao thông hoặc được mắc gần mặt đất. Một số khác làm từ cây tre, cây gỗ lâu ngày, cũng đã có hiện tượng mục nát siêu vẹo và có thể đổ bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn cả là việc người dân tự ý đấu nối đường dây điện, vi phạm ánh lan toàn lưới điện. Do vậy, người dân khi đi qua những khu vực này cần hết sức cẩn trọng để tránh xảy ra tai nạn thương tích. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động liên quan đến hoạt động khai thác đá. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc trong lĩnh vực này là điều cần được lưu tâm. Toàn tỉnh hiện có hơn 20 mỏ khai thác đá đang hoạt động mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, do việc quản lý chưa chặt chẽ, công tác an toàn vệ sinh lao động chưa được quan tâm, nên ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, sức khỏe và tính mạng của người dân. Qua khảo sát, hầu hết các mỏ đá Bắc Cạn đều không có thiết kế cơ sở nhưng vẫn khai thác, không cắt tầng khai thác theo đúng quy trình quy phạm, không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị làm việc dưới chân tầng. Bên cạnh đó, nhiều mỏ chưa đáp ứng khoảng cách tối thiểu 200m so với nhà dân. Có mỏ nổ min đã bắn cả vào nhà dân, làm hỏng nhà cửa và đe dọa đến tính mạng của nhân dân trong khu vực. Trước những tồn tại hạn chế trên, các mỏ khai thác đá cần có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 vừa thông qua nghị quyết số 64 về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực Hồ Ba Bể nhằm mục đích đưa khu du lịch này trở thành điểm đến an toàn, chất lượng. Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải độc lập cho các thôn ở khu vực Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu và xã Quảng Khê, bao gồm các hạng mục hệ thống thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải, xây dựng các hạng mục trạm bơm, nhà quản lý điều hành và các công trình phụ trợ. Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý vận hành, hệ thống trạm quan trắc tự động. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 81 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Đây là dự án nhóm B thuộc lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Nhằm tạo không gian vui chơi an toàn thân thiện cho các em học sinh trong ngày hè, thời gian qua nhiều mô hình bãi tắm an toàn đã được nhiều đoàn thanh niên cơ sở triển khai. Điển hình là đoàn thanh niên xã Như Cố huyện Trợ Mới và đoàn thanh niên xã Giao Hiệu huyện Bắc Nạm đã xây dựng những bãi tắm an toàn cho trẻ em. Các bãi tắm được thiết kế đơn giản, chứa sử dụng đá để ngăn dòng, tạo thành vũng nước có độ sâu vừa phải Khu vực xung quanh bãi tắm là nguồn nước sạch, có cây cao che mát. Không chỉ được đến đây tắm, các em nhỏ còn được các anh chị đoàn viên thanh niên dạy kỹ năng bơi lội, sơ cứu, xử lý tình huống khi có tai nạn xảy ra. Với cách làm sáng tạo thiết thực, những mô hình bãi tắm an toàn đã giúp các em trang bị thêm kiến thức để phòng tránh tai nạn đuối nước, tránh tai nạn đuối nước. Chuyên mục an toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.